năm con giáp được trời thương Phật độ, đổi vận giàu sang, tiền vào như nước. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo tử vi học có nói, những con giáp được thần Phật phù trợ trong 3 ngày cuối tháng tới đây có thể biến hung thành cát, nhờ được hưởng cái phúc khí, có số đại phú đại quý hơn người. Nên cho dù có gặp phải khó khăn đến đâu ấy, thì cũng sẽ sớm vượt qua trong cái 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Các cụ nói không sai, đúng là ở hiền thì gặp lành. Theo quan niệm dân gian thì thần Phật luôn mang lại những cái điều tốt đẹp cho chúng sinh, gia trì bảo hộ, giúp cho cuộc sống của chúng ta có được cái sự bình an, suôn sẻ và may mắn. Và trong cuộc sống bao giờ cũng vậy, thì có những con người hiền lương ăn ở phúc đức, nhờ được tích phúc tích đức, và hơn nữa một số người còn được gì thần Phật che chở độ mệnh. Trong số 12 con giáp thì sẽ có 5 con giáp dưới đây được thần Phật độ mạng phù trợ trong suốt thời gian từ nay đến cuối năm đấy. Và đặc biệt trong 3 ngày cuối tháng 4 âm lịch thì họ có thể là vượt qua mọi đại nạn, biến nguy thành an, và những cái chuyện vui nó có liên tiếp nó ập tới. Vậy thì đó là những con giáp nào và cái cơ duyên gì khiến cho họ được thần Phật che chở độ mạng? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên được thần Phật độ mạng đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, là một trong những con giáp được thần Phật độ mạng phù trợ trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng 4, đúng không? Tức là trong 3 ngày cuối tháng, thì những người tuổi Dậu có thể yên tâm mà tự tin thực hiện hóa những cái ước mơ của mình, bởi các bạn đang có rất nhiều cái sự hậu thuẫn và cả cái sự may mắn để tiến gần hơn đến cái mục tiêu của bản thân mà hằng mong muốn. Bên cạnh đó thì quý vị đã biết đấy, trong năm 2024 thì những người tuổi Dậu có những cái bước nhảy vọt rất nhiều lần so với cái năm 2023 trước đó. Và đặc biệt là trong cái tháng 3 âm lịch này thì cũng là một cái thời điểm cực kỳ thuận lợi cho những người tuổi Dậu, đặc biệt là 3 ngày cuối tháng. Trong thời gian này có nhiều cái cát tinh nó soi chiếu, vận khí thì nhìn chung là hanh thông, càng làm thì càng có lợi, tiền bạc thì gia tăng không ngừng. Thậm chí trong 3 ngày cuối tháng này cũng hứa hẹn là cái thời điểm để những người tuổi Dậu ấy lấy lại những gì đã mất trước đó và có cuộc sống là an nhàn hưởng phúc từ giờ đến cuối năm. Trong thời gian này những người tuổi Dậu luôn giữ được cái thái độ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Nhờ vậy mà họ được coi là cái điển hình của những người thu hút được cái vận may. Làm gì thì họ cũng giữ được cái sự sáng suốt và cái sự linh hoạt, tầm nhìn thì được nâng cao, khả năng phân tích cái vấn đề của những người tuổi Dậu cũng được gì đẩy lên một bậc thang mới, rất có lợi cho cái việc phát triển sự nghiệp từ giờ đến cuối năm. Chính vì vậy, trong cái thời gian 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch này, thì dù làm bất cứ cái dự án nào, công việc gì, thì những người tuổi Dậu cũng sẽ hoạch định tài chính hợp lý, mở rộng được cái cơ hội kiếm tiền, túi tiền thì ngày càng rủng rỉnh và cuộc sống thì thêm phần thư thái. Tuy nhiên, cuộc sống thăng trầm thì không thể nào biết trước được. Những cái may mắn của những người tuổi Dậu cũng đang rất có thể khiến cho cái kẻ tiểu nhân phải nhòm ngó đố kỵ. Vậy nên là gì? Trong thời gian này dù có thành công đến đâu đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên chủ quan, bởi kẻ xấu có thể khoác lên cái mặt nạ thân thiện để giả vờ tiếp cận bạn hòng thực hiện những cái ý đồ xấu của mình. Xong, các bạn cũng không nên quá lo lắng, cứ ăn ở đức độ, làm việc chăm chỉ và số mệnh tự khắc sẽ có an bài. Những cái điều xứng đáng nhất sẽ được gì an bài dành cho các bạn. Dường như những cái may mắn mà bản mệnh có được trong thời gian từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch, cũng là cái điều được định sẵn. Bởi vậy mà quý vị hãy trân trọng và nắm bắt thật chắc chúng, phát huy cái năng lực tối đa để có thể thu về cái lợi nhuận, trở nên gì giàu sang phú quý từ giờ đến cuối năm. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn đầu tiên được thần Phật che chở độ mạng. Tiếp theo, con giáp được thần Phật che chở độ mạng thứ hai ấy, dễ có cơ hội phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, thì chúng ta đều biết phần lớn những người tuổi Tỵ đều có cái khí chất phú quý và cái năng lực phi thường. Những người tuổi Tỵ là những người thông minh, lại có đầu óc kinh doanh khá là nhạy bén. Vì vậy mà cái con đường quan lộc của họ cũng khá là tốt. Điều này nó thể hiện khá rõ trong cái năm 2024.
Nói chung ấy, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch, dự báo sẽ là một cái thời điểm bình ổn, ít có biến động đối với những người tuổi Tỵ. Nhưng nếu mà có cái sự chủ động và quyết tâm cao độ, thì những người tuổi Tỵ vẫn có thể hoàn toàn tìm được những cái hướng đi tươi sáng, tự làm chủ cái vận mệnh và phát triển theo cách mà bản thân mong muốn. Công việc trong cái thời gian này có thể phải chịu một chút ảnh hưởng khó khăn của cái thời cuộc ấy, nhưng mà có lẽ có ít nhiều cái áp lực. Nhưng kèm theo đó là những cái cơ hội vươn lên, khẳng định cái vị thế của bản thân. Những người tuổi Tỵ sẽ tiếp thu thêm các kỹ năng cần thiết khá là nhanh, nhận được cái sự yêu mến của lãnh đạo. Không những vậy mà đối nhân xử thế cũng mẫu mực và nho nhã tử tế. Vậy nên những người tuổi Tỵ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ hành thiện tích đức. Chính vì cái lẽ đó mà những người tuổi Tỵ được có thêm được cái sự che chở, phù trợ, độ mạng của Đức Phật. Vậy nên là Một đời sống trong cảnh là an bình, tai ương hoạn nạn nào thì cũng sẽ được trôi qua. Bên cạnh đó, tài lộc trong 3 ngày cuối tháng thì cũng khá là thịnh vượng. Những người tuổi Tỵ có thể nâng cao cái mức thu nhập của mình nhờ cái sự nỗ lực và cái trí tuệ của bản thân. Có thể bản mệnh có những cái may mắn đồng hành, nhưng những gì mà họ có thì 3 phần là do trời phú, còn 7 phần là do tự lực cánh sinh mà tạo nên. Nhìn chung ấy, thì con giáp này cứ sống tử tế, sẵn lòng giúp đỡ những người khác thì cả năm 2024, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tháng, sẽ không có gì phải lo lắng. Bởi trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ nhờ có phúc tinh soi chiếu. Chính vì thế mà cái nguồn lực tài chính cũng sẽ được phát triển. Cuộc sống thì từ giờ đến cuối năm cũng sẽ không còn phải bận tâm về cái vấn đề tiền bạc nữa. Bên cạnh đó, nếu như những người tuổi Tỵ một lòng hướng Phật thì phúc khí sẽ bao bọc càng nhiều, cuộc sống sẽ càng thêm phần viên mãn và hạnh phúc hơn. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai được thần Phật che chở độ mạng. Tiếp theo, trong 3 ngày cuối tháng, con giáp may mắn thứ ba được Đức Phật che chở độ mạng đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, chúng ta ai cũng biết cái năm 2024 ấy thì có thể là một cái năm mà vẫn chưa phải là thuận lợi với những người tuổi Mão. Mặc dù đã thoát khỏi cái vận hạn thái tuế, đúng không? Nó chi phối. Song dưới cái sự che chở của Đức Phật mà những người tuổi Mão vẫn có thể là bình an vượt qua những khó khăn và những thử thách, biến hung thành cát, tự tin đi trên cái con đường riêng của mình. Có nhiều cái thời điểm các bạn cũng cảm thấy nản lòng vì mọi thứ không diễn ra như ý muốn. Tinh thần đôi khi bị mệt mỏi, bị áp lực về công việc hoặc là áp lực tiền bạc cũng tăng lên nhiều. Những người tuổi Mão không phải là những người không có năng lực đấy, nhưng mà cái tháng 3 âm lịch nó cũng là một cái thời điểm mà dễ gặp nhiều trở ngại. Có những cái việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà khi thực hiện lại phát sinh ra vô số những khúc mắc. Tiền bạc kiếm được cũng không hề dễ dàng. Những người làm tư, làm chủ lại càng gặp khó khăn nhiều hơn. Quý vị nên thận trọng trong việc đầu tư, kẻo lại thất thoát, thậm chí là trắng tay lúc nào không ai. Càng như vậy thì những người tuổi Mão càng trở nên bình tĩnh, không nóng vội trong mọi cái quyết định để tránh những cái sai lầm nối tiếp nhau. Nếu mà vẫn giữ cái đầu lạnh, các bạn vẫn có thể nhìn ra những cái điểm sáng nhất định và những cơ hội có thể chuyển mình ngoạn mục, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch này. Có thể thấy cái may mắn đối với những người tuổi Mão trong cái thời gian này thì cũng không có nhiều, nhưng dù chỉ là một cơ hội mong manh vẫn được những người tuổi Mão tận dụng một cách là cẩn trọng và trân quý. Không thể phủ nhận rằng con giáp này luôn chịu thương chịu khó, có mơ ước, có hoài bão rõ ràng, bản mệnh dám nghĩ dám làm và dám đương đầu với thử thách khó khăn, chinh phục được những khó khăn, không ngừng hoàn thiện bản thân chứ không hề ỷ lại vào số phận. Vì vậy, dù vận đổi sao rời thì con giáp này vẫn có thể là công thành danh toại. Nhìn chung, cái thời gian từ nay đến cuối tháng, tức là 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch, thì những người tuổi Mão càng làm thì lại càng có những cái thành tích nhất định. Cứ chăm chỉ và cố gắng thì không lo không có đủ tiền để ăn. Dù phải đổi bằng nhiều cái công sức nhưng mà các bạn cũng sẽ rất tự hào về quá trình thực hiện của mình. Bên cạnh đó, lại là một trong những con giáp được thần Phật che chở độ mạng
Nên là trong 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Mão sẽ gì thu hút cái vận may về mình. Đấy, sớm có những cái bứt phá trở nên giàu có, hạnh phúc đấy, trong từ thời gian từ nay đến cuối năm. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày cuối tháng đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Hợi cũng được dự đoán là sẽ được có được cái sự phù hộ độ trì của Đức Phật trong 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Đấy, biến nguy thành an, biến thách thức thành cơ hội cho bản thân, tạo ra cái sự bứt phá mạnh mẽ và thành công trong cuộc sống. Bản thân những người tuổi Hợi sống rất có trước có sau, luôn quan tâm đến người khác. Với cái tính cách ôn hòa, biết đặt mình vào vị trí của người khác để mà suy nghĩ thấu đáo, nên là những người tuổi Hợi sẽ có được nhiều cái mối quan hệ chất lượng. Quý nhân thì luôn vây quanh. Quan trọng hơn là những người tuổi Hợi không tham lam quá và cũng gì dễ học được cách buông bỏ cái dục vọng để cho tâm trí được bình an. Theo các chuyên gia tử vi học có nói thì cái thời điểm 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch trở đi, dù vận khí của những người tuổi Hợi nó cũng chưa được khởi sắc như cái thời gian trước đó, nhưng cũng không quá bất lợi. Hung khát đan xen, tốt xấu thì song hành. Nhiệm vụ của những người tuổi Hợi là nhìn ra được cái con đường phù hợp với mình, cũng như là gì tránh những cái điều có thể ghìm chân các bạn lại. Nhìn chung ấy, nếu mà muốn cuộc sống được lên hương, những người tuổi Hợi cần phải tự tạo ra cái may mắn cho mình trong cái thời gian này, thay vì là chờ đợi hay là dựa dẫm vào cái số phận. Chính nhờ cái sự nỗ lực, nhờ cái sự phấn đấu của họ, nên cái năm 2024 năm Giáp Thìn, đặc biệt là 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch, thì những người tuổi Hợi được thần Phật che chở độ mạng, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là trong cái thời gian này, đây là những con giáp mà dễ có cơ hội ăn nên làm ra, làm gì cũng có được cái may mắn hanh thông và đem cho những người tuổi Hợi một cuộc sống là ấm no hạnh phúc. Đấy. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày cuối tháng không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, theo các chuyên gia tử vi tâm học có dự báo về vận mệnh của 12 con giáp, thì cái thời điểm 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch được đánh giá là một cái thời điểm mà giúp cho những người tuổi Ngọ có cái nhiều khởi sắc. Khi mà bản mệnh sẽ đón nhiều cái chuyển biến tích cực ở trên tất cả các phương diện của cuộc sống. Theo đó, dù là công danh sự nghiệp hay là tài chính thì đều cũng thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Tuy vẫn chưa đạt đến mức bùng nổ, nhưng mà cũng là cái tín hiệu vô cùng đáng mừng cho những người tuổi Ngọ. Và gì cũng đã là một cái kết quả đền đáp cho những nỗ lực, những công sức mà quý vị đã bỏ ra từ trước đến giờ. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái năm 2024 năm Giáp Thìn cũng được đánh giá là một cái năm mà những người tuổi Ngọ có thể là tự tin thể hiện được cái khả năng của mình, cái tài năng của mình trong cái sự nghiệp và được đánh giá cao. Đấy, có những thành công rực rỡ. Công việc thuận lợi thì tất nhiên là cái thu nhập của những người tuổi Ngọ ấy cũng sẽ được ổn định hơn. Những người làm kinh doanh thì có sự nhạy bén và có cái tầm nhìn, nên luôn nắm bắt được cái cơ hội và thu được cái lợi nhuận cao. Không chỉ vậy, cái sự khéo léo trong giao tiếp còn giúp cho những người tuổi Ngọ có thể kết giao thêm được với nhiều người bạn mới, đặc biệt là sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Do đó, nếu mà gặp sự cố nào khó khăn trong công việc, thì bạn bè xung quanh cũng sẽ chủ động tư vấn, là chỗ dựa về tinh thần cho những người tuổi Ngọ. Bởi vậy, mọi vận xui của họ cũng sẽ biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho những cái điều tốt lành. Cái điều này cũng mang lại cái lợi ích cho tương lai của những người tuổi Ngọ. Có thể nói, cái phúc khí của những người tuổi Ngọ trong cái thời gian này thì là vô cùng là dồi dào. Bản thân những người tuổi Ngọ cũng sẽ được thần Phật che chở, nên là dù gặp khó khăn thì cũng sẽ tìm được cái lối thoát trong cái những cái nguy nan. Sớm muộn gì thì cũng sẽ hóa rồng hóa phượng. Tuy nhiên, nếu mà chỉ dựa vào cái may mắn mà không có sự nỗ lực từ chính bản thân mình ấy, thì chẳng có cái thành công nào được bền vững cả. Do đó, quý vị cũng nên tự nhắc nhở bản thân mình cần phải trân trọng cái may mắn hiện tại,
tận dụng đó là cái bàn đạp để mà tiến xa hơn. Đấy, bởi cơ hội thì không chờ đợi một ai cả. Cái thành công cũng cần phải dựa vào cái nỗ lực đấy, đánh đổi bằng cái sự quyết tâm và quyết liệt. Nên có sự đổi mới trong cả cái suy nghĩ lẫn cách làm việc. Còn nếu mà không chịu thay đổi ấy, giữ cái tâm thế ỷ lại lười nhác thì việc gì cũng khó thành. Duy trì cái mức sống cũng trung bình đã là tốt lắm rồi. Đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Ngọ khá nghiêm túc với các dự án kiếm tiền của bản thân. Kể cả những người mà trước đó không quá quan tâm đến cái chuyện tiền bạc, thì đến 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch, các bạn cũng không còn cái cuộc sống vô tư như trước nữa. Mọi thứ có thể sẽ không được suôn sẻ từ đầu đến cuối, nhưng mà bằng cái sự quyết tâm cao độ thì vẫn có những kết quả đầy hứa hẹn. Với những người làm công ăn lương thì quý vị cũng nên để tâm niệm làm việc, làm nhiều thì hưởng nhiều. Càng làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc ấy, thì lại càng dễ được lãnh đạo công nhận, có được cái sự tin tưởng của khách hàng khi mà có tiền trong tay, hay là có các mức đãi ngộ chắc chắn sẽ không hề thấp. Do đó, mặc cho những cái xui xẻo nó luôn rình rập trong năm 2024, những người tuổi Ngọ nói chung ấy thì vẫn có thể an tâm chăm chỉ làm ăn. Bởi bản mệnh ăn ở hiền lành, ắt sẽ được trời thương, thần Phật sẽ gì phù hộ độ trì, vớt cho quý vị vượt qua những sóng gió, những khó khăn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024. Và trong 3 ngày cuối tháng, chúng ta sẽ có 5 con giáp được thần Phật che chở độ mạng, làm gì cũng dễ đạt được những cái thành công nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Đó là những con giáp sau đây. 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Mão, 4 tuổi Hợi, 5 tuổi Ngọ. Đây là 5 con giáp được thần Phật che chở độ mạng, làm gì cũng sẽ dễ đạt được cái thành công như ý muốn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.